Xin chào các bạn, lại là Hà đây. Hôm nay Hà làm video hướng dẫn mọi người cách tải video ở thước phim của YouTube ở trên Facebook về cho các bạn. Ví dụ Hà có thước phim này nhé. Đây, đây là các thước phim của Hà. Thì bây giờ Hà sẽ hướng dẫn mọi người tải thước phim này về trên điện thoại. Thì ví dụ như có thước phim này, các bạn ấn vào nút chia sẻ nhé. Sau đó chọn sao chép liên kết. Thì để mà tải được thước phim này về thì mọi người cần tải về một ứng dụng ở trên điện thoại gọi là Snaptic. Thì bây giờ mọi người cần vào CH Play. Đây là đang đối với điện thoại Android nhé. Mọi người mở CH Play lên và gõ Snaptic. Đấy, thì mọi người tải ứng dụng này về. Đây ạ, mọi người chọn cài đặt. Thì Hà đã cài đặt rồi thì nó có nhiều cái ứng dụng. Mọi người có thể tải cái ứng dụng Hà đang dùng đây là Snaptic. Thì khi mà mọi người tải về và cài đặt thành công thì mọi người mở lên. Mọi người mở lên thì nó yêu cầu đăng ký đăng nhập gì đó. Thì nếu như mà có các bước hiện lên thì tùy mỗi cái ứng dụng mà các bạn cài đặt thì có thì các bạn làm theo. Còn sau khi mà đã cài đặt và hoàn tất cả cái bước đăng ký thành công thì khi mở ra thì ứng dụng này sẽ tự động nhận diện link. Đó, thì ví dụ như là link này là nó không nhận diện được thì nó sẽ báo. Thì nếu như bây giờ Hà sẽ thử với một cái link khác. Đây, thì cái ứng dụng mà Hà vừa chỉ cho các bạn thì tải được cả video ở trên TikTok không có logo và cả những video thước phim. Đây, vào mục Red, vào mục đây, vào các bạn vào mục Red của một người và các bạn tải, ví dụ đây thì các bạn ấn vào chia sẻ, chọn sao chép liên kết. Thì khi mà đã bộ nhớ đã sao chép đó thì đây là ví dụ như là video này Hà đã tải rồi, Hà sẽ thử một video khác cho các bạn. Tải rồi thì nó hiện như vậy luôn. Ấn chia sẻ, sao chép liên kết, mở ứng dụng ra thì nó sẽ tự động, thì các bạn sẽ thấy các đây có ứng dụng TikTok này, Instagram này, Facebook này, Twitter, tức là nó chấp nhận những đường link từ các ứng dụng này. Thì khi mà đã sao chép cái thì nó tự động sao chép dán cái đường link mà các bạn đã tải về. Thì các bạn nhìn có các chế độ chất lượng HD này, SD này, 720, 640 thì các bạn chọn HD nhé. Ấn nút tải thì không thích đánh giá thì các bạn tắt đi. Thì ứng dụng này tải rất là nhanh, tại vì thực ra là các video trên thước phim thì cũng là video ngắn thôi. Đấy, tải thành công rồi. Thì bây giờ các bạn chỉ cần mà các bạn có thể vào một cái TikTok. Đó, đây tải về 0.14 giây. Thì ví dụ các bạn vào một TikTok nhé. Các bạn thường tải video trên TikTok về thì nó có logo đúng không? Thì bây giờ các bạn ấn chia sẻ này, sau đó cũng mở Snaptic ra thì phần ứng dụng này nó tự động chuyển sang cái đường link dành cho TikTok. Đó, thì các bạn chỉ cần ấn tải video là ok thôi. Đó, đây là cái cách mà rất là nhanh để các bạn tải video trên thước phim ở trên Facebook hoặc là cái tin. Đó, cái mục tin ngắn ấy của Facebook và cái mục thước phim của Facebook, cũng như là tải video trên TikTok mà không cần cái logo. Đó, thì đây là cái ứng dụng mà Hà đang dùng rất là thành công và cũng rất là tiện lợi. Nếu như mà các bạn có trong quá trình thực hành mà các bạn có thắc mắc gì thì các bạn có thể nhắn tin với Hà qua Facebook Trịnh Thu Hà Zila hoặc là website zilangheian.com.vn thì Hà sẽ hỗ trợ các bạn. Zalo 0986185191 và Hà sẽ hỗ trợ các bạn. Trịnh Thu Hà, chuyên gia hỗ trợ kinh doanh đa kênh hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.